Hello các bạn, hôm bữa giờ khoảng 1 tháng rưỡi rồi mình post video lên YouTube liên tục. Và mình cũng rất thích cái này, lý do là tại nó giống như nó lấy cái, mình lấy cái niềm cảm hứng để mình học luôn. Trước giờ mình không bao giờ mà đánh đờn nhiều giờ như bây giờ. Từ ngày mình bỏ lên YouTube, mình về nhà là mình ôm đờn đánh liền. Cho nên là mình thấy cái này nó rất là tốt cho riêng mình, theo cái ích kỷ là theo cái đó là nó rất tốt cho riêng mình. Cộng thêm mình rất thích chia sẻ, tại mỗi khi mình học được cái gì mới mình muốn mình muốn chia sẻ, tại vì kiến thức mà nó không được chia sẻ thì nó không có ý nghĩa hết. Ok, so mình sẽ làm 4 cái series về video, tại vì những cái video mình bỏ lên giữa trước giờ mình bỏ nó hơi khi này chút khi kia cúc. Cái ý của mình là bỏ cho những cái người mà giống như mình từng tập rồi nhưng mà lại đánh lại hoài mà nó không lên, nhưng mà bây giờ không biết bây giờ tập lại thì nó tập như thế nào. Không phải là không biết tập như thế nào, biết tập như thế nào, nhưng mà để cái lấy cái cảm hứng để cùng nhau để học. Nhưng mà mình thấy vậy thì tiếc cho mấy bạn mà chưa biết gì lên coi cái video, những cái video của mình không hiểu thì cũng uổng. Cho nên mà sẵn đây mình có nhiều thời gian, mình sẽ làm 4 cái chuỗi bài, mà cái chuỗi này sẽ không có cái kết thúc. Cho nên là cái chuỗi đầu tiên á, mà mình làm video này cho cái chuỗi đầu tiên, nghĩa là cái chuỗi cho những người mà chưa học đờn bao giờ, chưa cầm đờn bao giờ, và những người mà nghĩ là mình không biết đánh đờn, hoặc là mình không có cái năng khiếu, hoặc là những người mà nói tay mình mập quá hay tay mình ốm quá, hoặc là mình bây giờ già quá, hoặc là bây giờ mình đối với những người mà nghĩ là không bao giờ mình đánh đờn được, hoặc là đối với những người mà thích đánh đờn nhưng mà chưa biết bắt đầu từ đâu, thì đây là cái video mình sẽ ráng làm video này cho các bạn ha. Thì trước khi vô đi cái video này á, mình chỉ muốn giới thiệu sơ sơ thôi để cho các bạn có cái khái niệm về cây đờn, và mình giới thiệu cho các bạn biết cái bài đầu tiên, những cái cách phương pháp mình dạy, như cái phương pháp mình hướng dẫn nó như thế nào. Là mình không có cứng rắn, không có sách vở, tất cả mọi thứ đều thiết thực. Mình sẽ sử dụng rất ít tháp các bạn, mình sẽ học theo kiểu mà bằng lỗ tai, cái lỗ tai hết 80% và cái con mắt thì hết 20% thôi các bạn, chủ yếu là lỗ tai. Cho nên và tất cả những cái gì mà trước kia lúc mình học đời mà mình không có thầy, mình ước gì có người nào đó dạy cho mình cũng sẽ moi ra hết, mình hướng dẫn cho các bạn. Ok các bạn, thì hy vọng là các bạn sẽ theo dõi cái chuỗi guitar vỡ lòng này, và mình sẽ giới thiệu các bạn cái bài đầu tiên là mình sẽ chỉ cho các bạn những cái nốt ở trên sợi dây. Thì nếu các bạn cầm cái đờn lên thì các bạn không không có gì đặc biệt, không có gì để nói, các bạn có thể biết rồi, có 6 sợi dây, nó có mấy cái ngăn này, mình nếu bấm vô thì nó kêu tiếng khác nhau, phải không các bạn? Bấm cho ra tiếng thì nó hơi khó, nó hơi đau tay. Mấy cái này là dùng để lên dây. Thì mình sẽ cái bài thứ hai á, thì mình sẽ giới thiệu các bạn cách lên dây, cách ôm cây đàn như thế nào, nhưng mà mình không có cứng nhắc về cái đó. Miễn sao mình đừng có ôm cái đàn cách khó chịu thôi. Mấy cái đó mình không có cần phải dạy đâu, mình không có cứng nhắc. Tất cả mọi thứ đều uyển chuyển được, và nó chủ yếu là mình phải tôn trọng nghệ thuật và tôn trọng cái cá nhân của người đó. Có nhiều người bấm đờn dày, có nhiều người bấm đờn dày, và mình phải tôn trọng cái đó các bạn. Ok. Vậy bây giờ mình kéo cái này lại và mình sẽ giới thiệu với bạn cái bài học sợi dây của mình là sẽ như thế nào. Ok. Đây là cái cách để mình giúp các bạn nhớ 5 sợi dây, một cái mẹo để nhớ 5 sợi dây. Vì đây là bài học đầu tiên nên phải thuộc 5 sợi dây, nếu mình không thuộc 5 sợi dây trên cái đàn guitar mình không làm ăn gì được. Thì bạn nhìn vào cái đàn guitar mà này giờ bạn nhìn thấy là nó từ dày tới mỏng, thì sợi dây dày là sợi dây ở gần gần con mắt mình nhất là sợi dây dày nhất, và sợi dây mỏng nhất là sợi dây xa con mắt mình nhất. Thì sợi dây đầu tiên á, sợi dây này á, nó được tên là mì, thì mình nhớ nè, sợi dây mập nhất là mì, nghe các bạn, mập nhất là mì, và người ta kêu nó là, người ta hay dùng chữ E để ghi cho nó, mập nhất là mì. Thế là sợi dây này này, mập nhất là mì, nhớ nha, anh mập là anh mì. Anh ốm nhất là gì? Ốm nhất, lại lên đây cho các bạn thấy, ốm nhất là mí.
và cũng bằng chữ ký hiệu nó cũng bằng chữ E luôn các bạn, tại vì nó cũng mì mí bằng thứ, nhưng mà hai này cách nhau một khoảng 8, cho nên một anh làm anh mập là mì, anh mà ốm nhất là mí, anh mập nhất là mì, nhớ bạn, ốm nhất là mí. Ok, thì mình giải quyết được 2 giây rồi, còn 4 sợi dây, còn 1, 2, 3, 4 sợi dây nữa. Thì trên anh mí là gì? Trên anh mí là xí sọn, sợi dây này nè là sợi dây xi xí nè, sợi dây này nè, để cho nó rõ ha, sợi dây này là sọn, sọn xí sọn ha, sọn thì ký hiệu nó là chữ G, xi ký hiệu nó là chữ B. Ok bạn hiểu không? Mập nhất là anh mì mập nhất, ốm nhất là anh mí, trên anh mí là xí sọn, trên mí là xí sọn, ai mà ở trên mí là xí sọn, B đây ha, ai ở trên mí là xí sọn. Vậy dưới anh mập là gì? Dưới anh mập là rề, dưới anh mập là dưới anh mập là cái gì? Dưới anh mập là rề, rề ký hiệu bằng. Ok mình nói lại hết nha, cái này để cho vui để mình nhớ thôi. Các bạn có thể kiếm cách riêng của hãy của mình ra để nhớ này. Người Mỹ thì người ta dùng cái này để người ta dùng mấy cái này để dùng cái chữ, nhưng mà bằng tiếng Anh thì mình cũng muốn nói tới, nhưng mà cái này là cái cách nếu mà mình hướng dẫn cho ai để nhớ là mình sẽ hướng dẫn như vậy. Mập nhất là mì, dưới mì là gì? Dưới mì là rê, dưới mì là rê ha, mì đây là đây, rê đây ha. Ốm nhất là gì? 3 sợi dây dưới ốm nhất là gì? Ốm nhất là mí. Trên mí là gì? Trên mí là xí sọn, xí sọn lắm, xí sọn, xí sọn. Ok dưới mì là rê, trên mí là xí sọn. Xong các bạn nhớ hết 4 sợi 5 sợi dây. Ok hy vọng các bạn thấy cái này có hữu ích, mình sẽ chụp cái này bỏ lên Instagram. Cảm ơn rất nhiều.